Hello mọi người và anh chị em mình đã đến với kênh Mây Xe Cổ Việt Nam. Giờ đây em cũng review tí xíu con xe Alpha Lốc Đen. Con xe Alpha Lốc Đen của ông anh ha, của ông anh trong họ Đậu. Ông anh trong họ Đậu. Đó, ảnh muốn dọn lại mới, full mới, dọn full mới lại để cho con đi học ha. Để cho con đi học. Đó, em cũng review sơ sơ lại cho cái tình trạng lúc băng cũ. Lúc cũ chưa có làm gì hết. Đó, em review ha. Đó, dọn mới lại cho con đi học. Đó. Cũng te tua Lốc Đen mà cũng te tua xe mướp rồi. Te tua xe mướp luôn rồi. Giờ dọn mới lại hết. Dọn mới từ trong ra ngoài. Dọn mới từ trong ra ngoài. Đó, pha Lốc Đen. Em cũng review giữ lại cho chủ biết là cái đồ của mình nó sướng cỡ nào. Quá trời quá đất. Quá. Nói chung là hết nước chấm luôn, xài hết nước chấm rồi mới làm lại nè. Xài hết nước chấm mới làm lại nè. Cho nên là cũng hơi phê. Yên à. Yên lô luôn. Bình xăng Vin. Đó, nói chung là hết nước chấm luôn. Hàng giá keo tùm lum. Còn pha Lốc Đen nha. Pha Lốc Đen. Dọn phun mới phục nè, anh đi phục phiêu vô luôn rồi. Bản số cũng dễ thương 18. Giờ dọn thành con xe con ra là chở phục hồi em ấy là thành xe 18. Như em gái 18. Rồi em review tí xíu vậy thôi. Khi nào mà xong con xe này thì em sẽ review kỹ hơn nữa. Để anh em mình cùng nhau giải trí ha. Anh em xem kênh vui lòng cho em một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ bên em. Và em cũng nói với anh em là em năm 2024 đó, là em sẽ bắt đầu nhận những con xe dọn full mới ha. Dọn full mới từ những dòng xe cổ Alpha đổ lên ha. Em sẽ nhận dọn full mới. Trước kia thì em không dám nhận online nhưng mà nay là có thể nhận được rồi. Em cũng 2024 tới đây á, thì em chắc cũng rảnh rồi nên em cũng review trước từ bây giờ để cho anh em biết cái nhịp, để anh em mình có nhu cầu mà dọn xe mới thì cứ vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0979 396 007 Zalo. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn gặp lại anh em những cái con xe sau. Hello kênh Mây Xe Cổ Việt Nam, mến chào anh chị em và bà con mình ha. Ngày hôm nay em cũng review tiếp tục con xe Alpha. Bữa hôm trước thì em đã ra Alpha Lốc Đen màu xanh ngọc của một ông anh trong xóm họ. Đó, xóm họ, cho nên là em cũng review tiếp theo là cái quá trình đã sơn xong, với em đã sơn xong. Và em cũng review sơ sơ để anh em được biết đến cái tiệm sơn của đứa em của em. Tiệm sơn của đứa em của em là em nó tên Trí, nhưng mà chuẩn bị em nó ra ngoài em mới mở tiệm á, ra ngoài làm, cho nên là cái bản hiệu tên gì thì em cũng chưa có được nắm rõ đứa em nó chọn tên gì. Thì dự kiến là khai trương trước ngày 30/4, nhưng mà nay ngày 26 rồi, nay ngày 26 rồi, cho nên là chắc có lẽ trễ sau 30/4. Từ năm nay mấy anh em đi chơi lễ 30/4 dọn xe nhiều quá nên không có kịp, nên em cũng không có biết được chính xác là em của em nó khai trương ngày nào, khai trương lại ngày nào ở tiệm ngoài. Vậy là em cũng review đứa em của em nó sơn rất là phơi ha, bao anh em luôn sơn. Này là Alpha Lốc Đen sơn full mới từ trong ra ngoài. Anh em mình có nhu cầu thì trước mắt thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em. Anh em mà thợ có nhu cầu sơn thì cứ trước mắt thì cứ qua số điện thoại của em là 0979 396 007, em sẽ nhận dùm cho đứa em của em. Đó. Và tiếp tục em cũng review những cái phần tiếp theo trong những giai đoạn ráp con xe Alpha Lốc Đen này, để cho anh em mình cùng chia sẻ với nhau kinh nghiệm và cũng gửi đến anh em một số anh em đam mê xe. Nếu mà có nhu cầu mà dọn xe mới ha, xe cổ hay là những dòng Honda, Suzuki
thì cứ vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em là 0979 396007. Thì đây em cũng kết thúc cái buổi quay thứ hai, cũng hẹn gặp lại anh em những cái buổi quay tiếp theo. Em ráp thành một cái clip để gửi đến anh em mình xem. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mến chào anh chị em đam mê xe cổ Việt Nam. Giờ đây em tiếp tục em review con xe Grand Pha. Ngày hôm nay thì có nội dung cũng rạng sáng ngày thứ ba. Mấy bữa nay chơi lễ về bết quá chén. Nên hôm nay thì bào đêm để kịp giao cho khách. Ráng anh khách thông cảm giùm em nha. Em review sơ sơ thôi. Đàn chân đồ là xong xuôi hết rồi. Giờ chỉ có bắt đèn đốm đồ vô nữa là xong. Chắc có lẽ là ngày mai là hoàn thành xong hết. Cục máy giờ cũng đã ổn định. Giờ chỉ cần rửa lại sơ sơ rồi gọt lại mấy cái ron á. Em test máy nổ máy thử cho ở ngoài. Cho nên là ngày hôm nay hoặc là ngày mai, chắc là ngày mai là xong. Ngày mai cố gắng hết sức, ngày mai là hoàn thành. Điện đóm ở trong là ok hết rồi. Ổ khóa nào là thay khóa hết. Có cục mua anh sườn đồ chơi độ cho chế nè, để lại. Sườn này lửa rất là tốt. Rồi em cũng review tí xíu vậy thôi để khách yêu của em yên tâm ha. Từ mấy nay chơi lễ quá chán. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em mê xe cổ Việt Nam những cái khúc tiếp theo. Em sẽ review và theo ráp lại thành một cái video hoàn thành để gửi đến anh chị em và anh chị em đam mê xe cùng xem và thư giãn. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, và tiếp tục em cũng review tiếp. Ngày mai là rạng sáng ngày thứ bảy. Chắc video dự kiến nhất ngày mai. Ngày mai là ngày chủ nhật em sẽ tiếp tục công chiếu cho anh em mình xem để thư giãn trong những ngày làm việc ha. Em đợi cho nó sáng tí xíu nữa, cái em rửa sơ cái dán tem vô. Chứ giờ tối quá canh không chuẩn. Sáng mình quét xà bông lên mình dán tem cho nó nhẹ nhàng, còn lại canh đau. Review sơ thôi. Em cũng thử test máy thử coi. Có dễ nổ không? Em test máy thử coi sáng nó có dễ nổ không? Thì thường thường mấy bình xăng Canta này sáng nó khó nổ. Dễ nổ nhưng mà phải kéo ăn cái em có bàn tay. Xăng giờ nó vậy á. Kéo ăn cái cho nó nổ. Chào anh chị em, bây giờ em cũng quay review kết thúc con xe Grand Pha lốc đen. Grand Pha lốc đen này dọn full mới. Đó, giờ em review sơ cho anh chị em mình xem ha, chiêm ngưỡng ha. Dàn ảo chính hãng, tem chính hãng, Alpha lốc đen. Sơn là đứa em nó sơn. Đó, đứa em nó sơn. Sơn là bao luôn.
sơn tĩnh điện, y như sơn tĩnh điện vậy đó, bao luôn. Đứa em nó sơn quá đẹp, nhìn xuất sắc luôn. Anh em mà có nhu cầu về sơn thì cứ vui lòng liên hệ qua Facebook Nhã và Facebook Trí. Em cũng không nhớ rõ cái gì là Trí nữa, tại vì vài bữa nữa em nói mới khai trương lại, em nó đang dời ra tiệm ngoài dọn phun mới ha. Đầu nồng bích chịch, đầu nồng là máy rồi chứ lộn, là máy rồi, nên là vẫn giữ bốn ốc rin, vẫn giữ ốc đầu bốn đầu rin, máy làm lại phun hết, máy làm lại phun hết, xong khay phun hết, phun mới. Nhìn cũng dễ thương, nhìn cũng dễ thương. Thẳng thẳng hẳn, em review sơ sơ thôi. Ngày hôm nay ngày thứ bảy nên cũng công việc cũng khá là nhiều, em cũng review sơ sơ rồi em ráp lại cái clip cho anh em mình xem ha. Quá đã luôn này, em để nhà bụi, bụi nhà bụi quá, mới rửa xong mình bụi quá, quay cho anh em không thấy rõ đâu. Dòng full mới, dòng tem rất đẹp. Bô em đi bô VD, bô VD 168, chứ bô hãng giờ nó giá tê quá, gặp tình trạng kinh tế khó khăn nữa, nên anh khách này anh cũng giảm kinh phí tí xíu, giảm lại cây bô VD, cái bô hãng giờ giá nó phê quá, tại tình thế kinh tế khó khăn mà. Tiết kiệm được gì mình tiết kiệm. Đó. Chụp đèn chính hãng quá đã luôn. Để mình test máy ha. Canta, chứ mình sang kia nó yếu quá. Sang Canta, mình sang kia nó nhiều lúa quá, nên kinh tế khó khăn quá, nên thôi cũng cắt giảm lại cái phần bình xăng. Rồi em cũng kết thúc cái đầu bếp tại đây, video tại đây. Anh em mà xem kênh, xem video cảm thấy yêu mến thì vui lòng cho em một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ bên em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mình chúc anh em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân